Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Khuyến nông số tháng 11 năm 2017. Thưa quý vị và các bạn, bệnh dại là bệnh lây truyền giữa động vật và người. Đây là bệnh truyền nhiễm cấp tính ở động vật máu nóng gây ra. Virus xâm nhập vào cơ thể qua các vết cắn, vết liếm, vết cào, da, niêm mạc bị tổn thương, vết thương hở. Bệnh dại là bệnh rất nguy hiểm đối với con người. Bệnh có thể gây tử vong cao nếu không được điều trị kịp thời. Trong đời sống, rất nhiều gia đình, nhất là khu vực nông thôn, có nuôi súc vật như chó mèo. Loài súc vật này có nguồn bệnh cao. Vì vậy, trong nội dung của chuyên mục kỳ này sẽ giúp quý vị hiểu rõ về những nguy hiểm của bệnh dại và những biện pháp phòng chống. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm cấp tính. Virus dại có trong một số súc vật máu nóng như chó, mèo, có thể dễ dàng lây lan sang người chỉ đơn giản bằng những cử chỉ như vui chơi với chó mèo hoặc vô tình bị chó cắn, mèo cào cũng có nguy cơ bị virus gây bệnh dại xâm nhập vào cơ thể con người. Động vật sau khi nhiễm virus dại có thời gian ủ bệnh khác nhau, tùy thuộc loại súc vật và vị trí vết cắn. Virus xâm nhập vào cơ thể được nhân lên nhanh chóng và hướng tới hệ thần kinh. Virus dại khi xâm nhập vào cơ thể con người sẽ phá hủy mô thần kinh, gây nên những kích động điên dại và kết thúc bằng cái chết. Thời gian ủ bệnh ở động vật có thể kéo dài từ vài ngày đến vài tháng hoặc cũng có thể lâu hơn. Nhưng trước 10 ngày phát bệnh, virus có thể gây nhiễm bệnh cho người và động vật khác. Nghĩa là trước thời gian phát bệnh khoảng 10 ngày thì trong nước dãi của động vật đã có mầm bệnh. Virus dại có nhiều trong nước bọt của chó, mèo và động vật mắc bệnh, kể cả khi con vật chưa có dấu hiệu lâm sàng. Có đến 90% nguồn mang mầm bệnh là trên chó mèo nuôi và động vật hoang dã như chó sói, chó rừng. Ngoài ra còn một số động vật khác cũng mang nguồn mầm bệnh là chồn, cầy, cáo và một số loài động vật có vú khác như là gấu trúc, các loài rơi hút máu, rơi ăn sâu bọ. Bệnh dại là bệnh rất nguy hiểm đối với con người. Bệnh có thể gây tử vong cao nếu không được điều trị kịp thời. Qua theo dõi của các cơ quan chức năng, những năm gần đây bệnh dại cũng đã xảy ra ở nhiều địa phương trong cả nước và có nhiều người tử vong do bệnh dại. Thống kê cho thấy, trong năm 2014, cả nước có 14 người, năm 2015 có 78 người, năm 2016 có 91 người bị chết do chó dại cắn. Và chỉ trong 9 tháng năm 2017, có đến 58 ca tử vong do bị chó dại cắn. Số người phải điều trị dự phòng lên đến vài trăm nghìn người mỗi năm, chủ yếu tập trung ở các tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc. Tại tỉnh Lào Cai, dịch dại chó đã xảy ra ở 7 trong tổng số 9 huyện thành phố với diễn biến phức tạp. Qua theo dõi của cơ quan thú y, bệnh dại đã làm 58 con chó mắc bệnh và nghi mắc bệnh chết. Phần lớn số chó mắc bệnh đều không được chủ nhà tiêm phòng định kỳ theo quy định của luật thú y. Từ năm 2011 đến nay đã có đến 5 trường hợp tử vong có biểu hiện triệu chứng của bệnh dại. Để phòng bệnh dại, cùng với sự chủ động của chính quyền các địa phương và lực lượng chức năng trong việc triển khai, tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh dại trên động vật, thì bản thân mỗi người dân cũng cần chủ động tiêm phòng cho chó, mèo nuôi trong nhà. Khi bị vật nuôi nghi dại cắn, cần phải đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn và thực hiện tiêm thuốc phòng dại kịp thời. Quý vị và các bạn vừa có được thông tin về sự nguy hiểm của bệnh dại, tuy nhiên việc chủ động phòng chống loại bệnh này cũng cần phải được quan tâm. Có thông tin đầy đủ, hiểu rõ các biện pháp phòng chống thì nguy cơ phát sinh bệnh dại trong cộng đồng là khó có thể xảy ra. Tiếp sau đây, bác sĩ thú y của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Lào Cai sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về những biện pháp để phòng chống loại bệnh này. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Xin chào bà con, hôm nay Chi cục Chăn nuôi và Thú y sẽ trao đổi với bà con về bệnh dại và biện pháp phòng chống. Chó mèo trong gia đình nuôi là những động vật rất thân thiết với con người. Tuy nhiên, các loài động vật này lại là mầm bệnh dại thường xuyên phát tán. Bà con cần biết về triệu chứng của bệnh dại. Bệnh dại có hai thể là dại điên cuồng và dại câm. Khi chó bị mắc virus dại có dấu hiệu khác thường như trốn vào góc tối, kín đáo, đến gần chủ miễn cưỡng hoặc trái lại, tỏ ra vồn vã, thái quá, sủa vu vơ, chu lên từng hồi hoặc bồn chồn nhảy lên đớp không khí. Ở thể điên cuồng, các phản xạ vận động bị kích thích mạnh, cắn sủa người lạ dữ dội, quá vồ vập khi chủ gọi. Chỉ cần có tiếng động nhẹ cũng nhảy lên sủa từng hồi dài. Quan sát hàng ngày, bà con thấy chó bỏ ăn, khó nuốt, sốt, giãn đồng tử. Con vật có biểu hiện khát nước, muốn uống nhưng không nuốt được. Nó bắt đầu chảy nước dãi, sùi bọt mép, tỏ vẻ bồn chồn, cảnh giác, sợ sệt, cắn vu vơ hay giật mình, đi lại không có chủ định,
trở nên dữ tợn, điên cuồng. Con vật bỏ nhà đi và thường không trở về. Trên đường đi, gặp vật gì lạ nó cũng cắn gặm, ăn bừa bãi, tấn công cho khác, kể cả người. Ở thể dại câm hay còn gọi là thể dại âm thầm, chính là chó chỉ có biểu hiện buồn rầu. Con vật có thể bị bại liệt ở một phần cơ thể, nước dãi chảy lòng thòng, con vật không cắn, sủa được, chỉ gầm gừ trong họng. Đối với mèo thì ít bị mắc dại hơn chó. Tuy nhiên khi mắc bệnh vẫn có những biểu hiện giống như trên chó, núp mình vào chỗ vắng hoặc hay kêu, bồn chồn như khi bị động dục. Khi người chạm vào thì nó cắn mạnh và hăng, tạo vết thương sâu. Để phòng bệnh hiệu quả thì cách tốt nhất là chủ động tiêm phòng và thực hiện tiêm đúng định kỳ. Thực hiện tiêm đúng định kỳ, thời gian tiêm phòng là tháng 3 đến tháng 4 hàng năm. Ngoài ra thì hàng tháng tiêm phòng bổ sung cho cái đàn chó mèo mà mới phát sinh hoặc là đã hết thời gian miễn dịch bảo hộ. Vừa rồi tôi đã nói về các bệnh dại rồi. Các bác ở trong thôn, trong bản của mình đã chấp hành cái việc tiêm phòng chó dại ở thôn bản mình như thế nào? Anh cho tôi hỏi, ở đây cũng tiêm phòng chó thì chúng tôi vẫn tiêm, tại sao mà cứ tiêm phòng tháng 3, tháng 4, tháng 5 ạ? Vâng, cảm ơn bác đã có câu hỏi. Thì đối với câu hỏi này chúng tôi xin trả lời như sau. Đối với bệnh dại thì thường xuyên phát vào mùa nóng. Chính vì thế chúng ta phải tiêm phòng trước khi mùa nóng đến, thì thường thường là chúng ta tổ chức tiêm phòng vào hồi tháng 3, tháng 4 để mà khi đến mùa nóng thì con vật nó đã có miễn dịch rồi. Qua nghe bác sĩ tuyên truyền về chó dại và mèo dại, thế thì gia đình chúng tôi là cũng nuôi cả chó cả mèo. Thế thì con cháu thì thường xuyên chơi với cả mèo. Thế ví dụ như mà con mèo mà nó cắn, nó cào xước chân tay thì có nguy hiểm không? Và có thể nên tiêm mèo không ạ? Vâng, cảm ơn cô đã có câu hỏi. Thì về phần câu hỏi của cô thì tôi xin được trả lời như sau. Thứ nhất là đối với chó và mèo thì đều mắc bệnh dại. Tuy nhiên đối với mèo thì tỷ lệ mắc bệnh dại có ít hơn so với chó. Và khi mà bị mèo cắn thì vẫn có thể là mang virus dại. Chính vì thế khi mà chúng ta nuôi mèo thì chúng ta vẫn phải chấp hành việc tiêm phòng cho mèo. Khi tiêm phòng cho mèo bằng một nửa liều của chó, vết thương của mèo thì thường thường là nhỏ và sâu. Khi đó thì vết thương nó thường hay bị kín miệng. Chính vì thế khi bị mèo cắn thì chúng ta phải là rửa thật kỹ cái vết thương, lặn hết máu ra. Sau khi xử lý vết thương xong, chúng ta phải đến cơ sở y tế để chúng ta có thể là tiêm phòng. Ngoài việc tiêm phòng thì mỗi hộ gia đình cần phải thực hiện nuôi nhốt, xích chó, đeo dọ mõm hoặc nuôi chó trong chuồng. Khi có chó nghi dại thì yêu cầu bắt buộc là bà con cần báo ngay cho chính quyền địa phương và cơ quan thú y quản lý theo dõi. Việc làm này sẽ giúp hạn chế đến mức thấp nhất số người bị chó nghi dại cắn, cũng như theo dõi đàn chó của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, khi bị chó mèo cắn thì yêu cầu bắt buộc là phải có những xử lý ban đầu, sau đó tiếp tục đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và khám chữa, tùy vào vị trí vết cắn mà đưa ra phác đồ điều trị khác nhau. Cùng với việc đến cơ sở y tế thì bà con cũng cần phải theo dõi vật nuôi, tuyệt đối không được giết mổ để hạn chế bệnh lây lan. Tiếp sau đây, bác sĩ của Trung tâm Bệnh tật tỉnh sẽ có những tư vấn trao đổi để quý vị hiểu rõ hơn cách xử lý khi bị gia súc như chó cắn, mèo cào. Rất vui hôm nay bà con đã bớt chút thời gian đến đây nghe về nói chuyện về bệnh dại. Tôi sẽ nói cho bà con về cách xử lý khi bị chó dại hoặc chó nghi dại cắn. Vì cái thời gian ủ bệnh của nó kéo dài, nên chúng ta phải tuân thủ theo nguyên tắc. Thứ nhất là rửa vết thương, thứ hai là tiêm vaccine và trường hợp có thể là tiêm huyết thanh kháng dại. Về rửa vết thương thì sau khi bị chó dại hoặc là chó nghi dại cắn thì chúng ta phải rửa ngay bằng nước sạch, nước xà phòng đặc khoảng 15 đến 20 phút. Và có thể sau đó chúng ta sẽ sát khuẩn bằng cồn y tế, ví dụ cồn thì khoảng 40 đến 70 độ, còn hoặc là cồn iốt. Sau đó là đến cơ sở y tế gần nhất để được nghe tư vấn và hướng điều trị tiếp ạ. Khi bị súc vật nghi dại cắn thì cách xử lý trước mắt là rửa vết thương dưới vòi nước chảy hoặc các loại sát trùng như xà phòng, cồn iốt. Bệnh dại trên người có thể phòng và điều trị dự phòng bằng vaccine và huyết thanh kháng dại. Trên người, bệnh dại cũng có biểu hiện ở hai thể là bệnh dại thể điên cuồng chiếm 70% đến 80% với biểu hiện đặc trưng là tình trạng rối loạn ý thức hay còn gọi là điên cuồng, sợ nước, sợ gió, giãn đồng tử, liệt và chết.
Ở thể dại câm hay còn gọi là dại thể liệt, thường khởi phát đầu tiên tại chi bị cắn, rồi dần dần lan sang tất cả các chi, hầu họng, cơ mặt, cơ hô hấp và chết. Ở cả hai thể này thì tỷ lệ chết là 100%. Khi bị chó mèo cắn thì phải đến ngay cơ sở để được điều trị. Vì bệnh dại phần lớn có thời gian ủ bệnh dài, do vậy có thể điều trị dự phòng sau phơi nhiễm. Khi nghe anh nói thì bệnh dại thì rất là nguy hiểm. Tôi thì nghe rất là nhiều. Thế nhưng mà tôi chỉ muốn hỏi anh là khi mà bị chó dại cắn ấy thì trong thời gian bao lâu thì nó sẽ bị phát bệnh ạ? Vâng, rất cảm ơn câu hỏi của chị. Vì cái thời gian mà phát dại thì không thể xác định được. Và vì có thể là vài ngày, vài tháng hoặc lâu hơn. Vì tùy thuộc vào cái vị trí cắn rồi vị trí vết thương và mức độ tổn thương những nơi thần kinh như đầu mặt cổ, đầu ngọn chi, bộ phận sinh dục. Thì virus dại sẽ tấn công hệ thần kinh thì sẽ nhanh hơn và phát dại nhanh hơn. Còn về những vị trí khác thì khoảng thời gian nó sẽ lâu hơn. Thế tôi xin hỏi một cái vấn đề như thế này thôi. Thì từ xa xưa là các cụ nói rồi, mà bản thân tôi cũng chứng kiến người nhà tôi là cháu tôi bị chó dại cắn. Khi mà có đám tang ấy thì là cháu đã phát bệnh. Thì tôi hỏi ông xem là có cơ sở nào nói về cái chuyện là bị chó cắn mà có đám ma thì sẽ phát lại và sẽ bị chết không? Xin anh giải thích cho ạ. Vâng, trước tiên là cảm ơn câu hỏi của bác ạ. Theo khoa học thì người ta sẽ giải thích là sau khi mà bị chó dại cắn, nghĩa là virus dại vào cơ thể người gặp trống kèn thì nó sẽ kích thích thần kinh và sẽ làm cho virus vào xâm nhập vào cái tế bào thần kinh của người bị chó dại cắn nhanh hơn và sẽ làm phát dại nhanh hơn. Thưa quý vị và các bạn, thưa bà con nông dân, khi muốn nuôi chó mèo, nhất thiết mỗi gia đình cần đảm bảo an toàn cho chính mình và cộng đồng, thực hiện tiêm phòng, nuôi nhốt, khi thả có đeo dọ mõm và có người quản lý. Tuyên truyền vận động hộ gia đình nuôi súc vật có ý thức trong phòng chống bệnh dại. Mỗi hộ gia đình phải chủ động tiêm phòng cho đàn vật nuôi, thực hiện nuôi nhốt, đeo dọ mõm, xích chó. Không chơi đùa với súc vật, nhất là trẻ nhỏ. Không để súc vật liếm vào da thịt người, nhất là những vết thương hở. Khi chó có những biểu hiện bất thường thì cần theo dõi sát sao, nuôi nhốt quản lý. Chủ nuôi chó thông báo đăng ký việc nuôi chó với cấp trưởng thôn tổ, cam kết nuôi nhốt hoặc xích, giữ chó trong khuôn viên của gia đình. Chó thả rông ra nơi công cộng sẽ bị xử phạt theo Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ. Khuyến khích áp dụng thí điểm việc đeo thẻ hay còn gọi là đeo vòng cổ có thẻ bằng nhựa hoặc kim loại cho chó đã được tiêm phòng vaccine dại tại các địa phương, đặc biệt là ở khu vực thành phố, thị trấn. Ủy ban Nhân dân cấp xã thành lập đội bắt giữ tiêu hủy ngay chó mèo chết do bệnh dại. Chó mèo mắc bệnh dại, nghi mắc bệnh dại, chó mèo khỏe mạnh nhưng chưa được tiêm phòng bệnh dại và được nuôi nhốt chung chuồng với chó mắc bệnh dại, nghi mắc bệnh dại và chó thả rông trong vùng có ổ dịch dại để xử lý. Trường hợp chủ vật nuôi không chấp hành tiêm phòng cho chó, cơ quan thú y lập danh sách có xác nhận của trưởng thôn, bản, tổ trưởng, dân phố trình Ủy ban Nhân dân cấp xã ra quyết định cưỡng chế buộc tiêu hủy. Thành phố Lào Cai, các huyện có hoạt động du lịch cần xây dựng cơ sở vùng an toàn bệnh dại để đảm bảo an toàn cho cộng đồng, thu hút khách du lịch tham quan. Thưa quý vị và các bạn, khi nuôi súc vật như chó mèo thì yêu cầu là phải tiêm phòng định kỳ. Việc cá nhân, hộ gia đình không chấp hành các quy định trong việc nuôi súc vật sẽ phải tiến hành xử phạt theo quy định của pháp luật. Tại Nghị định 90 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y, đó là trường hợp chủ nuôi không tiêm phòng vaccine phòng bệnh dại cho chó mèo bị phạt từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng. Với hành vi không đeo dọ mõm cho chó, không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó đi ra nơi công cộng cũng sẽ bị phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng. Tại Nghị định số 167 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội cũng quy định rõ, trường hợp thả rông động vật nuôi trong thành phố, thị xã hoặc nơi công cộng bị phạt từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng. Trường hợp để động vật nuôi gây thiệt hại tài sản cho người khác bị phạt từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Chuyên mục khuyến nông kỳ này của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.